ông ấy rất là muốn tham dự cái chương trình này, nên là mình rất là cảm ơn ông đã đến với cái chương trình cũng như là support cho mình. Thank you very much. Và cảm ơn Vinja Quân cũng là những người bạn, những người bạn mà thật sự là mình không biết nói sao luôn á.